Ngay trong tối mùng 10 tháng 4, bất ngờ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã ra các quyết định khởi tố các bị can là ba bố con ông chủ Tân Hiệp Phát, trong đó có Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát. Đồng thời cơ quan này cũng thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương. Cụ thể, Bộ Công an giao cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 tiến hành điều tra xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Đơn này tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Lúc 17 giờ cùng ngày, nhiều xe cảnh sát và lực lượng chức năng đã có mặt tại trụ sở của tập đoàn Tân Hiệp Phát, số 219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lực lượng cảnh sát giao thông và bảo vệ dân phố của địa phương cũng có mặt để điều tiết, phân luồng trước cổng trụ sở tập đoàn này. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định Hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Trước đó vào tối ngày 9 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Lý do tạm đình chỉ được cơ quan điều tra đưa ra là sau so hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám định. Trong đó cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề bị tố cáo. Đầu tháng 3 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án do có đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, cùng một số người khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, cùng giữ chức phó tổng giám đốc của Tân Hiệp Phát cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Theo đơn tố cáo, một số người trong gia đình ông Thanh cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.